Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin và truyền thông do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin ngày hôm nay, ngày Chủ nhật 25 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày đầu tiên giải đua ô tô Việt Nam Offroad Cup 2016, xe bán tải chinh phục đường đua sình lầy. Siêu xe Lamborghini chỉ được giao bán 1,4 tỷ đồng tại Hà Nội. Điểm hẹn xe cộng ngày Chủ nhật, những thay đổi toàn diện trên mẫu SUV Evoque mới nhất của thương hiệu đến từ Anh Quốc Land Rover. Mở đầu bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay là thông tin nóng hổi về giải đua ô tô Việt Nam Euro Cup 2016. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy mưa lớn ngày 24 tháng 9 đã khiến xa hình trơn trượt và gây khó khăn không nhỏ cho các đội đua, nhưng dường như điều đó lại làm cho khán giả hào hứng hơn. Trước giờ khai mạc giải VOC 2016, một trận mưa nặng hạt đã khiến cho xa hình trở nên trơn trượt và khó lường hơn. Dù đã khá cẩn trọng, nhưng nhiều tay đua ở hạng vua bán tải Việt Nam vẫn phải đối mặt với những hậu quả khá tệ. Cụ thể, ở bài thi số 1 vốn chỉ là màn khởi động làm nóng máy, nhưng trận mưa đã khiến các khúc cua trở nên vùng vằng hơn. Nhiều xe đã không ít lần va vào rào chắn. Còn ở bài thi số 2, thử thách hố sâu đã có tay đua dãy không thoát và cần sự trợ giúp của người thân. Việt Nam Offroad Cup 2016 thu hút hơn 100 vận động viên tham dự với 3 hạng xe thi đấu trên 9 cung đường khắc nghiệt. Việt Nam Offroad Cup 2016 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mới đây, hình ảnh chiếc siêu xe Lamborghini trị giá lên đến cả chục tỷ đồng tại thời điểm cập bến Việt Nam bất ngờ nằm trên vỉa hè Hà Nội và được ra bán với giá khá bèo, chỉ 1,4 tỷ đồng, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Theo giới sành xe, đây là một trong những chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo hàng khủng lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội vào cuối năm 2007. Tính đến nay, thì chú bò mộng này đã định cư tại Việt Nam được 9 năm. Được biết, lý do khiến chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo vẫn chưa tìm được chủ nhân mới là do xe vẫn còn mang biển kiểm soát của nước ngoài. Và nếu mua về phải đóng thêm thuế để ra biển trắng khá là tốn kém. Bên cạnh đó, thì những người muốn mua chiếc xe lo sợ xe quá cũ, dễ bệnh vặt, nên bỏ ra số tiền 1,4 tỷ đồng cho chiếc Gallardo lăn bánh hơn 30.000 km là quá mạo hiểm. Tiếp theo chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Sau vài tháng lên kệ, nhằm thúc đẩy doanh số bán chiếc Honda Winner 150, một số đại lý Việt Nam đã tung ra các model với màu sắc, tem thể thao nhằm hút khách hàng trẻ. Theo một số đại lý, những chiếc Honda Winner với dàn tem lấy cảm hứng từ xe thi đấu của các đội đua hoặc tay đua MotoGP được các biker ưa chuộng nhất. Cũng theo các đại lý, tùy vào thời điểm và mức độ ăn khách, những model với màu sắc và tem đặc biệt này sẽ được giao bán cao hơn hoặc bằng giá đề xuất. Spark Duo, mẫu xe 2 chỗ lắp ráp tại Việt Nam, trang bị động cơ xăng 1,2 lít, chỉ có giá sau khi đăng ký khoảng 280 triệu đồng tại thị trường Việt, là mẫu xe giá rẻ nên không thể đòi hỏi quá nhiều ở chiếc xe này về mặt ngoại hình cũng như những trang bị về công nghệ bên trong. Mặc dù chiếc Spark Duo vẫn sở hữu công nghệ cơ bản như gương chiếu hậu chính điện, chìa khóa điều khiển từ xa, hệ thống chống trộm với mức giá bình dân, Spark Duo hứa hẹn là lựa chọn không tồi cho những người có thu nhập trung bình nhưng có nhu cầu sử dụng ô tô phục vụ gia đình và công việc. Vâng, đến hẹn lại lên, chúng ta đang gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chuyên mục trải nghiệm xe mang tên xe cộng. Và ngày hôm nay, bên cạnh những tính năng công nghệ thú vị của chiếc xe mà chúng tôi lựa chọn, thì sẽ có một bất ngờ nhỏ nhỏ nữa mà ekip của xe cộng muốn mang đến cho những khán giả thân thiết, cũng là cách thể hiện cam kết cùng khán giả trải nghiệm thực tế trên những cung đường của xe cộng. Cụ thể như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng đến với phần nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục xe cộng của bản tin 10 phút cập nhật. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc xe. Chiếc xe này đã làm mưa làm gió trong suốt quá trình vừa qua khi nó có mặt tại Việt Nam.
đó là một chiếc SUV cỡ nhỏ của hãng Land Rover. Và ngay bên cạnh tôi cũng như các bạn đó chính là chiếc Land Rover Evoque 2016. Vì sao chiếc xe này lại được lựa chọn nhiều đến như thế? Vào năm 2011 là lần đầu tiên chiếc xe này được ra mắt tại châu Âu. Và chỉ đến cuối 2011 thì chiếc Land Rover Evoque đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam. Rất nhiều những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên hay là những doanh nhân trẻ đã lựa chọn chiếc xe này. Và sau 5 năm, đây là chiếc Land Rover Evoque 2016. Nó có gì thay đổi? Đối với người châu Âu, họ không có thói quen bê hết tất cả những gì mà họ nghĩ ra, vứt đi, làm lại. Chiếc Land Rover Evoque này nếu nhìn từ xa thì nó vẫn còn giữ rất nhiều những kiểu dáng tổng thể từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Họ sẽ trau chuốt lại những gì cần trau chuốt cho phiên bản mới. Như ở chiếc Land Rover Evoque 2016 như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, rõ nét đó là cụm đèn pha mở rộng góc chiếu sáng. Nối liền cụm đèn pha này là tấm tản nhiệt truyền thống của hãng Land Rover, hình dạng tổ ong, không quá lớn nhưng chắc cũng đủ để làm mát chiếc máy SI4 2.0 lít sản sinh công suất là 240 mã lực, có lẽ sẽ mát hơn, nhất là ở Việt Nam, rất nhiều những cung đường nắng nóng như miền Trung hay miền Nam. Ở phần đuôi xe không có quá nhiều những điểm đặc biệt được thay đổi với hãng Land Rover, có lẽ nó là tuyệt hảo rồi, nên là không thay đổi nữa. Ở phần cụm đèn hậu thì được thiết kế và thay đổi vị trí lại một chút, giải đèn LED tăng cường chiếu sáng vào ban đêm. Và chỉ cần một cái đá chân thôi, chiếc cốp này sẽ được mở lên. Một công nghệ hãng Land Rover không quên và không bỏ đi, rất là rảnh tay. Cốp của chiếc Evoque không quá rộng, hãng Land Rover đã tận dụng hết tất cả những khoảng trống để khiến cho chiếc cốp này rộng nhất có thể. Nhưng thực sự nếu như với một gia đình 5 người thì nó chỉ là vừa đủ thôi. Nhưng một thao tác nhỏ, nếu như bạn chỉ đồng hành nó với vợ, với gấu, với người yêu của mình, gấp hàng ghế thứ hai lại. Chiếc cốp này giờ là 1.445 lít, đủ để các bạn có thể để bất cứ thứ gì, từ xe đạp, tay giải chân chiếu ra đây nào. Phong cách cuốn hút của Land Rover Evoque không chỉ dừng lại ở ngoại thất khi phiên bản mới năm 2016 đã thêm vào những cải tiến cả bên trong nội thất. Evoque 2016 có tất cả ghế ngồi được trang bị mới với tùy chọn, ghế trước có sưởi và thông khí cùng ghế sau phía ngoài có sưởi. Xe có sự kết hợp tuyệt vời của màn hình cảm ứng 8 inch lớn ở trung tâm bảng điều khiển và bố trí các nút điều khiển gọn gàng và đẹp mắt. Mẫu xe Evoque SE cơ bản được trang bị kết nối audio và điện thoại Bluetooth, giao diện màn hình cảm ứng 8 inch và hệ thống âm thanh Meridian 11 loa. Trong khi đó, phiên bản Evoque SE Premium bổ sung thêm hệ thống định vị và truy cập vào tính năng InControl App có tích hợp smartphone Apple và Android. Chiều dài kích thước của chiếc Evoque 2016 là khoảng 4,3 m, trọng lượng của nó là 1,6 tấn. Sức nặng của nó, độ đầm của nó xuống mặt đường là vừa đủ để nó vận hành. Chiều dài, tiết diện của nó xuống mặt đường là không nhiều bởi những chiếc SUV cỡ nhỏ hay cỡ vừa. Điểm yếu của nó khi mà vận hành trên những cung đường gập ghềnh nhiều sỏi đá là sẽ bị rung lắc và chao đảo. Nhưng đối với chiếc Evoque 2016, những công nghệ mà hãng Land Rover tích hợp vào nó hay hệ thống treo của nó có khắc phục được điểm yếu này hay không? Vậy trước khi chúng ta trải nghiệm chiếc Land Rover Evoque 2016, tôi xin giới thiệu với các bạn một cô gái. Cô ấy là khán giả may mắn trong những số của tuần vừa rồi. Và cô ấy là Mai Vũ. Ngay bây giờ, tôi và các bạn cũng như cô ấy sẽ trải nghiệm chiếc Evoque 2016 này để xem rằng nó có thực sự là một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo hay không. Đi nào! Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với cả Mai Vũ trải nghiệm chiếc xe này để xem rằng là cô ấy sẽ cảm nhận như thế nào. Không biết là Mai có biết lái xe không? Chưa biết lái. Ồ, chắc chắn rồi. Người mà chưa biết lái thì chắc chắn một điều rằng là sẽ cảm nhận, bởi vì lúc nào cũng bị ngồi ở ghế phụ hoặc là ghế đằng sau. Trước tiên thì tôi sẽ thử tốc độ chiếc xe này để xem cô ấy cảm nhận cái khả năng tăng tốc của chiếc Evoque 2016 như thế nào. Bác Vũ thấy thế nào? Tốc độ vọt của chiếc xe như thế nào?
tốc độ khá nhanh ạ. Thế thế nào, chúng ta vừa trải qua con đường gập ghềnh nhiều sỏi đá. Đi thấy khá êm và nó không bị lắc nhiều. Và người nó không bị cảm giác nôn nao. Thì bản thân hệ thống treo cũng như là hệ thống cân bằng của chiếc xe này nó có một hệ thống trợ lái, tức là trợ khi mà chúng ta đi vào những cái cung đường mà nhiều sỏi đá ấy, thì nó sẽ như một người chuyên gia giúp đỡ mình vận hành chiếc xe như thế này. Mai thì chưa biết lái xe thôi, nhưng khi nào mà lái xe thì chắc chắn là sẽ cảm nhận được điều đấy. Thực sự thì được trải nghiệm trên chiếc Evoque 2016 là điều vô cùng tuyệt vời. Giờ thì tôi với cả Mai Vũ cũng biết vì sao mà chiếc xe này lại làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Mức giá để sở hữu chiếc Land Rover Evoque 2016 rơi vào khoảng 3 tỷ. Một mức giá hoàn toàn không cao để sở hữu một chiếc xe SUV hạng sang cỡ nhỏ này. Việc lựa chọn hay không phụ thuộc vào các bạn. Và ngay bây giờ sẽ là màn tỉ thí của chiếc Land Rover Evoque 2016 với chiếc Kawasaki Z1000 do chính biker Mai Vũ. Những hình ảnh sau đây sẽ thay cho lời kết của chương trình. Và đừng quên hãy chia sẻ những thông tin mà chúng tôi đang lên fanpage để trở thành khán giả may mắn đồng hành với tôi trên rất nhiều những chiếc siêu xe hay siêu sang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Những hình ảnh của ngôi sao Anh Quốc Land Rover Evoque 2016 với khán giả trải nghiệm may mắn của xe cộng cũng đã khép lại bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay của chúng tôi. Đừng quên chia sẻ và để lại những đánh giá phản hồi tại fanpage chính thức của bản tin để trở thành người may mắn tiếp theo, trực tiếp trải nghiệm những mẫu xe mới nhất cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!